Dạ có à, ít lắm. Dạ. Ở đây người ta tới tận nhà họ coi hoa đông không? Là mình bán cho họ luôn hả? Quay hoa xíu nha. Hình như cái này nó chết hay sao ấy chứ. Nè. À, nó bị héo rồi nè.
Ủa nó gãy là nó chết luôn chứ. Hay nhỉ. Đây nè. Chết rồi nè. Mà không sao. Nó chết ở đây, sau này nó ra cái mầm á. Cái này quên ra mọc bình thường thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.